Mày để đi, nó đục nước. Ôi đây, kìa, kìa. Cho nó nước vào trong nó dính rồi nó mọi hướng rồi. Ở đây không? Tôi cái tay chẳng này. Thế. Ôi trời. Đi đâu đã nhỉ? Chị đi đâu hả? Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Nó không chạy được đâu. Thôi, không thoát được đâu. Chẳng bị vội này, anh dùng cái cây này anh chọc nó đi. Không, cái này dễ đấy. Đừng nhìn nhé, cho nước vào trong. Cho nó đâu cơ? Từ từ. Cứ để đi, cứ để đi. Ôi, đi 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 đi. Bắt nơi thì cứ đi. Ui, ui, phải thấy nó đẹp rồi. Chị đây, chị đây, em bắt được. Chị đây, em bắt được. Hả? Chị đây, em bắt được. Ui, to lắm anh ơi. Từ 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 từ. Ôi, có tôi. Ui, quay lại ta. Tránh ra, tránh ra. Nó vừa cháy ra cái. Ui, nó cháy được trốn đến tạo em. Ui, phạt đây, mày cứ chạy. Ui, sao cả nó lên đây nhở, lên nhẹ à? Không biết. Ông nên, mày giữ cái này, giữ cái này, đưa cái cây này nè. Đấy rồi. Còn nó một giam nữa, nè. Trốn lắm, anh tâm rồi đó. Tránh, tránh, tránh. Ôi, này trốn lắm. Không biết chạy nữa. Có chơi đấy, con cá chơi. À. Ui, tâm yêu không? Con kêu rồi, quẩy lắm rồi. Ui, được chưa, được chưa, được chưa. Được, có một thanh kia thôi, từ từ. Ui, được chưa. Được chưa. Được chưa, em ở đây anh nhá. Anh tụng trận để hai cái mau rồi nhá. Rồi, rồi, rồi. Này, bắt lên nó. Điên rồi, nó hoang rồi. Ui, em bầu dịch cái lỗ gì ấy. Ui, nào rồi 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 thả ra đi. Ui, nó có cái lỗ mà. Đây 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 đây. Ui thủng thủng. Ui thủng lỗ gì đau quá, nó đánh nhẹ vào tay em này. Tay ơi. Ôi ôi. Tay ơi. Lấy lấy cái gì để lấy. Ta chỉ giữ được nó thôi, không cầm được đâu. Cái trạng đâu. Cái trạng đâu. Trôi rồi. Để đưa ra để xiên nó. Trôi rồi. Nhưng nên nó ra là mất đấy. Kia kìa. Anh bắt vào đất nào, ui. Con gì đấy, chạy đi, chạy đi. Ôi, cứ chạy, cứ chạy. Ôi, con chạy chạy. Ôi, ui, ôi, cha. Kinh chưa. Ui, tôi đâm trùng lưng nó mà không kia này. Con này, tôi là ruột này, tôi ruột này. Ui, chạy chạy. Ua. Ui, kinh điển chưa. Ui, không biết này. Đấy, con chưa yêu chết nói rồi. Không phải, không phải. Hả? Đây, cá nheo. Nheo đâu mà nheo. Cá nheo suối, ơi. Cá nheo gì? Cá nheo, cá nheo. Cá nheo á. Ui, nhớ đây. Ui, toại, ui, không. Toạc bụng nó kìa. Anh này lên đủ đá đây. Đâm toạc bụng nó đây. Toại trứng à. Toại trứng luôn. Toại trứng. Đi, nhớ đây. Toại trứng luôn này. Ui. Đi, đi, đi. Lên đây anh ơi. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em qua đôi đầu này. Này, bao nhiêu mồm đây mọi người. Làm cơ, đi. Chết rồi, con đời chạy chưa? Mày là thằng
Đó, ra đây. Ôi trời, anh cạo trắng rồi. Con này phải cạo hết nhớt nó mới đấy được mọi người. Bây giờ hôm nay anh sẽ quyết định làm cho mày một món gọi là kinh điển. Ui, trúng ăn rồi. Ăn như ăn cá gỏi nhá. Trúng rồi. Tức là sẽ lọc thật mỏng nó ra nhá. Lọc, đây là lọc hết phần thịt này ra này. Xong rồi lát mỏng nó ra này để sau nướng đá. Nướng đá. Trắng nhỏ đây. Anh phải là cho như con đấy. Cái nướng đậu ấy mình ăn xuống. Không, nướng đá nhá, nướng đá ấy thì mình sẽ nướng theo kiểu gần chín. Tức là sẽ cho nó lật đi lật lại cái nóng nóng ấy là chén luôn. Tái à? Ừ. Tái. Lọc, bây giờ lọc đã. Cái đấy phải có mù tạt cơ. Có mù tạt. Nhà chả có gì ngoài đồ ăn. Ui, con này mập nhập. Ăn xuống ấy. Tí nữa anh em mình xuống đi tắm không? Tí nữa nó hình nắng lên ấy. Tí nữa. Ái toàn mỡ. Ui xôi. À, đây. Áo em khô rồi. Hai phần thịt chính của con cá nheo nhé mọi người nhá. Đấy. Như nó như cái thịt cá ngừ ấy. Anh ơi nhìn này. Hai quả trứng của nó mới hấp dẫn này. Đây, đây phần đầu của nó đây. Hai cái này xương với phần đầu này khả năng nấu canh, còn cái này anh em mình sẽ lọc để nướng đá nhá. Nướng. Lọc nướng đá. Can nướng. Bây giờ sẽ lọc khúc từng khúc một này. Cắt khung, cắt viên đi. Cắt viên á, sợ nướng không chín không? Chín. Tí tí tao cắt viên cho mày ăn viên, tao ăn kia. Được. Ok nhá. Tao sẽ ăn mỏng như thế này. Xa. Chúng anh lọc nhìn nát đấy. Con dao nó xịn quá mày hiểu không? Xa. Làm thái giống cá gỏi á. Rồi, không được miếng to mọi người ạ. Khả năng là nó hơi được. Từng miếng một. Thế để em lên nhóm củi nhé. Ừ. Con này nó khả năng là bị mắc kẹt ở đây khá là lâu rồi. Không phải đâu anh ạ, nó lên ngược nước ấy. Ừ, mà nó khả năng nó yếu, nó gần đẻ rồi sao ấy nè. Thế nên là rất là yếu. Nó cứ quẩn đi quẩn lại đấy. Sẽ nướng cả miếng này nhá. Còn miếng này cho nó bị yếu. Nướng già. Được, cho cả miếng này. Ê, anh cho ít bơ vào đây cho em. Bơ làm gì, không phải bơ đâu, tí nữa. Úi xà. Cho bơ vào đây, em thích ăn bơ nè. Cho bơ nó, cho bơ vào đây nó dính. Nó dính ấy. Mày thấy hấp dẫn không? Mày ăn lát này, còn mày đi ăn khúc. Rồi, ủi, viên của mày không nóng mấy. Em đánh cái viên nhỏ nhỏ này. Nướng cái nhỏ nhỏ này. Tao không thích ăn bơ rồi. Sao? Món này món đùa. Hai cục luôn. Tình cờ bắt được bò lạc. Ôi dồi. Lửa mau nhanh luôn. Nhanh nhở. Nhưng mà bên này của em không có lửa. Thì đây, lửa bên này. Bên này còn nói được. Nó không sủi mấy. Có khi là do gió cồn nó không được tập trung mọi người. Ái nhỉ. Đây, cắt cái này. Hả? Ừ. Nướng trứng á? Trứng lâu chín lắm. Dễ. Mà trứng không ăn sống được. Thì nó cắt một cái là xẻo một lát rồi. Đặt vào. Nguồn. Mùa hè lên đây thì cực mát vậy. Mát lắm. Thích tắm thì tắm. Bây giờ mùa hè đây sẽ là khu resort của anh em mình. Đây này, trắng chưa?
trắng chưa? Trắng chưa? Nào. Ấy. Chấm muối chanh ớt à? Ơi, em là... chấm chi dầu. Ôi, dầu tạt này. Lấy lá ổi nữa đẹp nhỉ. Trên cây có cây ổi mà. Ừ, anh đi lấy đi. Đó. Đấy. Từ từ ta làm một cây sung mà. Mặc dù chưa chín lắm mọi người ạ, nhưng mà để đây nhá. Cấm thức ăn ra nhá, ta đi lấy lá ổi nhá. Bán này em dùng lá ổi, lá sung. Chi dầu chống đi ỉa mọi người ạ. Chi dầu này. Ui. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Đấy. Vẫn còn sống này. Đấy, nướng tâm tâm này ăn ngon rồi. Ăn sống đấy. Ngon mà. Ui. Gì đấy? Nổ đá à? Nổ đá. Có làm gì để nổi miếng đấy? Không ổn mọi người ạ. Phải xem lại. Bắn cơ đó. Nổ gì đấy? Nổ đá. Nổ cái cục nào rồi? Hình như là cục kia rồi. Cục nhỏ ấy. Cục đang nướng ấy. Cục kê. À đúng rồi, đây này. Không, không phải cục kê, cục này này. Sao nó nổ nhỉ? Đúng mà, hôm nay mình chọn thổi vào lửa đã. Ui. Không được, không được, không được. Không ổn mọi người ạ. Cắm 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 cắm. Em chưa được ăn đâu đấy, anh được một miếng rồi. Kìa đấy. Chưa chín. Ui xa. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thổi đi, thổi đi. Nhanh lên không hết còn anh. Cho là thổi từng cái một thì mới đấy được. Nướng đá này rất là nguy hiểm nếu mà không có quá nguy hiểm nhá. Tại vì phải chọn đúng cái hòn đá nào nó không đá quậy ạ, đá kia. Hòn này lúc nãy mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng đá cuội để nướng được cái hòn này. Nhưng mà hòn này ra để xem nào. Đúng rồi. Đây. Nổ đây. Nổ đây nhé mọi người nhá. May là nói chung là nó vừa nổ nhỏ, nếu mà những cái hòn mà không đủ chất lượng với kia nó nổ một phát nước toang luôn. Toang cái này bắn thì chết toi. Kiếm hòn khác đi. Bây giờ khả năng là phải thay đổi phương án. Đốt củi nướng. Hả? Nướng than. Nướng nhưng mà lại xẻo hết lên rồi. Làm nào bây giờ? Đang ăn dở miếng. Trời em chưa được ăn đấy. Trời đánh tránh miếng ăn. Đấy chưa, ta bảo rồi. Phải những phải những cái viên đá cuội như thế này này. Nhưng mà viên này nó bé quá, mình không dồn lửa được vào. Thế nên là nó rất là lâu. Nó lại còn dày nữa. Hay như mình bắt nó lại đi. Đấy á. Cái không được, bé quá. Khả năng về đi. Về nấu. Bê về nấu. Nấu gì? Ăn luôn là mình ngon. Thì bây giờ không biết làm nào. Bây giờ đi kiếm hòn đá khác nhá. Ở đây. Đi kiếm hòn khác đi anh ơi. Đấy, bây giờ mình. Cái gì? Hả? Mỏng à? Cái gì? Mấy con mỏng mỏng đấy. Nướng nhanh mà đặt một mẻ vào trong rồi. Nướng hết trong cái nhóc chạy ăn. Không được, không được. Hôm nay gọi là hơi bị thất sách mọi người. Bây giờ phải để một mình sẽ đi kiếm một hòn thật là thủ tí. Đây mọi người ạ. Giờ chuyển sang phương án 2. Phải nướng. Mọi người biết tại sao không? Đây này. Pha đầu tiên là nổ quả này. Pha thứ hai lại nổ tiếp quả này này. Nó vẫn đang này, vẫn đang sủi sủi nhá. Nhưng mà nó lại nổ tiếp. Đây, đấy, thấy chưa? Đang chuẩn bị được ăn vậy đấy. Đấy, lại nổ tiếp này. Thế nên là thôi không chơi nướng đá nữa. Đấy. Thấy chưa? Đang kiếm được một viên nó ưng ý rồi. Nhưng mà thôi. Chơi phương án 2 đi.
Nướng lửa? Đúng rồi, đi sang ăn đi. Nướng lửa đây rồi. Ê, sang ăn đi, nướng là mới ăn được nhá. Chín rồi thế nào anh ạ, tôi mất một. Đói quá, đội là đội du lịch ở trên kia mở hàng cắm trại đang đốt lửa mà. Ừ, trên này là chích chích lắm, ăn đấy. Này, cá mình ngon hơn, nhăm lên một đôi. Trên đấy đầy ăn nhé, có cả chú gà. Anh nên giao lưu được. Hả? Sao? Không có em làm chú chích. Đó, ta lên đây. Đói quá. Ăn đây, ăn đây. Cá chê nướng ngọt, à cá nheo nướng ngọt. Lên trên này ngồi đi. Đi. Chà. Ui, chà chà. Úi. Ui, sắc lắm anh ạ, cái này sắc ấy. Ôi không phải, không phải cớ. Hả? Cầm gặm luôn. Chịu luôn á? Ừ. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Ôi của anh vàng đấy, cho em chọc cái. Ừ. Mọi người thấy gì chưa? Chịu rồi chưa? Mời tất cả mọi người nhé. Trên này khá là nhiều người hay đi du lịch ở trên này mọi người. Nhưng mà thường thì người ta sẽ lên chỗ có bãi á. Bãi tắm. Có bãi là anh em mình thầu lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi thấy có một độ rất là đông ở trên kia. Ui ăn con da nó béo nha anh nhỉ. Béo lắm. May là hôm nay anh em mình lên sớm thì không đội gì phải bắt được con này. Ừ. Ngược khắp người. Cái gì đang hụt tạt à? Thơm ngọt, béo. Đây này. Ăn nó phải thế này này. Ừ, cho em ăn miếng này à. Này. Im. Im đừng có chọc. Rồi, à, gặp. Ăn miếng nào gặp luôn. Ui già, ui. 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 Béo quá. Ui ngon thế. Béo nhỉ. Ờ. Đã được đấy. Ừ, anh ơi. Chỉ nữa anh em mình phải mang trứng nó về nấu canh. À ừ, chắc chắn. Con này đang chửa, con này đang chửa nó yếu yếu ấy. Chắc nó vượt nước. Chọc nó lòi một tí. Anh chọc trùng hết cả lưng cả mức nhỏ. Anh em mình đi á, không giờ sợ chết đói. Kỹ năng sinh tồn thượng thừa. Hôm nay là nghe bằng đấy á, con cá nhỉ, đấy trong phát nên làm hết thứ, xẻo một phát một miếng, quấy vào chanh ấy nhỉ, xong rồi lấy lá ổi chén luôn, quên. Lá ổi mới lá sung mà, quên mất biết thế, làm món của đấy nhỉ, đấy, idol mọi nào? Người thấy các idol các dân chơi đang ngon, nhớ này nhớ này nhá. Giải đời 2000. Đây một 2000 đấy. Đấy, đấy. Hoàng một phát kìa. Mấy idol chuyên gia bốc đầu. Cái này là cứ thèm đồ sống, thèm gọi. Nào ăn gọi tôm hùm nhỉ. Ăn hay gỏi cua hoàng đế. Ây, bảo thế. Mọi người thấy món gỏi cua hoàng đế như thế nào nhỉ? Dân này gỏi cơm ngon mà nhỉ. Đói. Không, cháu nghĩ ra rồi. Là phải làm đúng gỏi cua hoàng đế. Nhưng mà là rất nhưng mà gì ạ? Chưa có thời cơ. Chưa cô Jonah. Thấy hết của Luna đã. Chiến binh mực của cô hoàng đế là đi bắt này.
Thôi đủ. Ăn hết rồi. Mm-hmm.